cảm nhưng mà mỗi một chút một kỳ vậy. Ủa là vậy? Nhân dịp 8 tháng 3 anh sẽ lo chúc các bạn. Và anh không bị béo hay bị mụn. Em biết ai rồi. Chúc chị đó ba vui vẻ, mát mẻ, đẹp đẽ, sức khỏe, sao tính tả. Chúc chị vui vẻ, tươi trẻ và dễ thương. Đúng không? Đúng rồi. Biết trước sau gì cũng có chúng món quà này à, nên thôi sẵn biết cho cái thiệp. Mà nghe đâu có rớt rồi nên thôi cũng không biết chút gì. Ủa? Ủa? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai có rớt? Ai biết không? Ai có rớt? Bà mới là có giới thiệu bất đại mà. Ủa? Chứ chưa hiểu được rồi. Chúc tất cả chị em phụ nữ Tattoo Education luôn có được nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chúc mọi người luôn suy tư và hạnh phúc vào ngày 8 tháng 3 và cả những ngày thường mọi người cũng sẽ luôn tỏa sáng nhé. Tốt bụng như vậy không ai thấy. Cái này anh đạt chắc luôn anh. Đáng mình. Không phải đạt. Không phải hả? Cái này, đó, cái người này có một cái cây bụt đỏ không biết chị Yêu Anh mới mua. Ờ. Happy Women's Day, thank you for being the best people and being an inspiration to me. Ngày 8 tháng 3 xin chúc cô bé xinh đẹp luôn vui vẻ như chim sẻ, khỏe như đại bàng, giàu sang như chim phượng, lành lộn như chim sóc và sống lâu như chim đình. Có gì dữ vậy? Ủa ai vậy? Dạ bao nhiêu cũng biết. Chúc người đẹp luôn vui vẻ như khí. Em là hai ô bay bổng như hát hai, thanh hoa như y ốt, bản lĩnh như chú hôi nước và hiền hoài như hát hai ô. Còn hai món quà nữa, còn hai món quà của anh.